Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Một điều khác nữa chúng ta tiếp lời để chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa, đó là chúng ta cảm tạ và ngợi khen, cảm tạ mà vào các cổng của Chúa, ngợi khen mà vào hành lang của Chúa. Các anh em báo cáo cho chúng tôi biết là tạ ơn Chúa trong khóa học tiến trình tăng trưởng lần này có 18 người tham dự. Tôi cảm ơn Chúa. Vừa mới xong cái lớp để trang bị cho những người sẵn sàng để phục vụ trong đội thờ phượng. Thì có nhu cầu tiến trình tăng trưởng cần được tổ chức, và cảm ơn Chúa khi bài đầu tiên thì có 18 người tham dự. Chúng ta ngợi khen Chúa với công việc này. Bởi vì tôi tin rằng những cái đầu sẽ nên rút và chúng ta sẽ thấy những người rút sẽ nên đầu. Chúa Ngài sẽ làm việc với những ai bằng lòng vận chuyển với Chúa. Nếu chúng ta dậm chân tại chỗ, Đức Chúa Trời Ngài sẽ vượt qua khỏi chúng ta. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì trong vương quốc của Chúa, khi Chúa bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài, mọi việc đều sống động và tuôn chảy. Không có một dòng nước ưu tù nào gọi là nước tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nước mà có nhận vào, có cho ra thì mới là một cái vùng đất hay là một cái chỗ của sự tươi mới trong ơn của Chúa. Thì chúng ta đã nghe hình ảnh này nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong hình ảnh của biển hồ Galilee. Thì chúng ta thấy phía trên là phía bắc là sông Giô-đanh đổ vào biển Galilee, rồi biển Galilee lại cho ra. Đến tận cùng thì có một cái biển mà chúng ta thấy nhận vào mà không có chỗ cho ra, đó là biển chết. Thì mức độ của muối mặn và khoáng chất trong đó lên cao đến độ là chúng ta đi xuống cái biển đó thì mình không chìm xuống được. Tại vì độ mặn của nó rất là mặn và độ muối ở trong đó rất là nhiều đến độ chúng ta có thể nằm ở trên mặt biển của biển chết mà đọc báo được. Anh chị Lim Yến và cháu John cũng đã kinh nghiệm cái nơi này khi bước chân xuống đó, mà cái độ mặn ở trong nước vì muối nó nhiều đến độ nếu mà vì một lý do nào đó mà nó vào trong mắt của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rất là khó chịu, bởi vì như là chúng ta pha một vài giọt muối đậm đặc với nước mà chúng ta nhỏ vào trong mắt của mình thì chúng ta thấy rằng nó rất là rét, rất là sống. Lý do là bởi vì nó nhận vào mà nó không có cho ra. Thì cuối cùng là chúng ta thấy những sinh vật bình thường không thể nào sống được ở trong cái môi trường đó. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa cho, chúng ta nhận, chúng ta ban cho ra. Như lời của Chúa dạy, đó là hãy đứng lên và tỏa sáng ra vì ánh sáng người đã đến. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng nhân cơ hội này nhắc nhở các anh chị em đang cùng cầu nguyện với chúng tôi cũng như là nghe và xem chương trình cầu nguyện này. Nếu anh chị em có ý định muốn đến tham dự đại hội nhưng chưa ghi danh thì xin ghi danh sớm, bởi vì số ghế ngồi đã được đặt và nhiều người đã chọn những cái chỗ tốt mà chúng ta sẽ mất cơ hội nếu chúng ta chờ như là các năm trước là chờ đến đại hội mình mới ghi danh tại chỗ on-site, thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội để chúng ta có thể có chỗ ngồi. Vì chúng tôi thấy Chúa Ngài ban phước cho đại hội có các diễn giả rất là được ơn của Chúa và rất là nhiều nơi muốn mời họ nhưng mà không có cơ hội, cũng như là nhiều hội thánh ở trên thành phố Houston này biết chức vụ của giám mục của Bishop Tudor Bismarck, họ muốn nghe ông giảng nhưng mà họ không có cơ hội. Biết họ có mặt ở tại đây với chúng ta, người ta sẽ kéo đến. Chúng tôi muốn rằng đảm bảo những ai muốn có cơ hội để tham dự đại hội thì sẽ có được chỗ. Mà muốn được như vậy thì xin anh chị em giúp cho ban tổ chức ở trong việc là chúng ta ghi danh sớm. Thứ sáu này là hết hạn ghi danh cho đại hội, để rồi ban tổ chức có thể sắp xếp chỗ ngồi cũng như là những cái công tác tổ chức khác. Cho nên xin giúp đỡ cho chúng tôi trong công việc này. Các con gái Chúa trong thánh, nếu biết ai có ý định đi đến tham dự đại hội nhưng mà chưa có ghi danh thì xin chúng ta cũng nhắc nhở cho họ là sớm ghi danh để giúp đỡ cho ban tổ chức. Và khi chúng tôi biết chính xác con số của người tham dự thì chúng tôi khi thấy còn dư chỗ ngồi chúng tôi sẽ thông báo ra cho thành phố của chúng ta, để cộng đồng nhất là của những người con gái của Chúa đến từ Phi Châu, để họ có dịp để gặp gỡ và nghe Bishop Tudor Bismarck chia sẻ lời của Chúa. Xin thông báo điều đó với anh chị em. Mình xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta cứ tiếp tục được ơn trước mặt Chúa, và xin anh chị em chúng ta cũng tha thiết càng hơn trong sự cầu nguyện. Chúa Ngài bảo vệ gia đình của chúng ta, mỗi một chúng ta, cũng như tài sản, thì giờ, tiền bạc của chúng ta, cho tất cả đều được giữ vẹn trong ơn của Chúa, mà chúng ta không mất thì giờ cũng như là mất những cái tiền bạc một cách vô lý.
vì những kẻ cắn phá hay là những cái công việc mà chúng ta thấy nó xảy ra một cách mà chúng ta thấy thất thường. Thì chúng tôi thường là chia sẻ với anh chị em, chúng tôi khi bước vào giữa tháng 9 thì chúng tôi bắt đầu thấy cái công việc của thế giới tối tăm nó bắt đầu nó gia tăng cái hoạt động của nó. Chúng tôi nhận biết điều đó, cho nên đã từng thiên ăn cầu nguyện và kêu gọi anh chị em hiệp tác trong thiên ăn cầu nguyện. Và tôi tin rằng các tổ chức đại hội khác thì chúng ta có thể là người ta không có đối diện với mức độ của chiến trận thuộc linh như vậy. Và chúng ta thì đối diện. Lý do là bởi vì những ai đến dự đại hội mà hết lòng tha thiết sẽ được Chúa Ngài mặc lấy, Ngài ban cho một cái sự trang bị, một công việc mà có kết quả mở rộng cho công việc của Chúa. Cho nên thế giới tôi tâm tìm đủ một cách để trả đũa, gây rối cũng như là tạo thêm gánh nặng ở trên ban tổ chức cũng như đời sống của chúng ta. Thì chúng tôi chia sẻ với anh chị em là có năm thì ở trong nhà của chúng tôi có bao nhiêu chiếc xe là bánh xe bị cắn đinh, bị xì lốp đủ thứ hết, nó xảy ra trong cùng một lúc. Còn tôi lái xe trên đường thì thấy dường như là có những người họ muốn tông xe họ vào trong xe của mình, bất cứ lúc nào có thể tai nạn cũng có thể xảy ra. Vì chúng tôi tin rằng mức độ của chiến tranh thủ linh rất là lớn. Ngày hôm qua và đến hôm nay thì nhiều tin tức ở trên mạng xã hội chúng ta thấy điều đó. Có một vị mục sư trong một hệ phái lớn của Việt Nam của chúng ta, mà ông được bầu vào trong chức vụ cao nhất, bắt đầu giảng về Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng đã chịu cái sự tấn công rất là lớn. Và trong mấy ngày trước thì đã bị giáo hội tước chức mà không còn làm giáo hạt trưởng nữa. Chúng ta thấy mức độ của chiến trận thuộc linh đối diện với những công việc. Khi chúng ta đứng và đẩy mạnh công việc của Chúa thì sẽ có những lực mà chúng ta thấy rằng nó tìm đủ mọi cách để nó chống đối chúng ta. Như linh Jezebel nó đã từng đứng lên và hăm dọa lấy mạng của tiên tri Eli khi cái kinh nghiệm của núi Carmel vừa mới xong. Thì chúng ta khi hiểu được điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng chiến trận thuộc linh là việc mà chúng ta biết rằng nó có rất thật. Anh chị em, chúng ta biết rằng việc nó thuộc linh hơn là chúng ta nghĩ. Có những việc mà chúng ta thấy nó xảy ra một cái rất là bất thường, rất lạ, không giải thích được. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta nói cái chuyện đó là ngẫu nhiên tình cờ. Nhưng mà đi với Chúa đủ thời gian cũng như kinh nghiệm, chúng ta biết rằng nó là vấn đề liên quan thuộc linh hơn là chúng ta nghĩ. Không thể nào chúng ta giải thích cái gì khác hơn được. Đây là chiến trận thuộc linh. Và chúng ta càng làm những công việc mà Chúa Ngài vừa lòng, cũng như khôi phục chức vụ quyền năng của Hội Thánh, thì chúng ta đang đương đầu với linh của Jezebel. Nó tìm cách để nó dọa nạt, tìm cách để nó hăm dọa, đòi lấy mạng người của Chúa. Bởi vì nó không muốn chuyện đó bao giờ, bởi vì cái sự thất thoát của nó. Cho nên xin chúng ta cứ gia tăng tinh thần cầu nguyện và đề cao cảnh giác. Đừng để môi miệng, lời nói, sinh hoạt của chúng ta, đời sống của chúng ta làm công cụ trong tay Satan để nó sử dụng chúng ta. Nhưng mà chúng ta là những người đánh đổ công việc của nó. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đề cao cảnh giác và chúng ta thức tỉnh để chúng ta đi và bước đi trong những ngày này. Cảm ơn Chúa vì mạng lệnh của Chúa, Ê-sai 60 câu 1 cho đến câu số 3, mà chúng ta cũng là câu gốc cho đại hội của chúng ta. Chúng ta đã suy nghĩ hai lần qua để chúng ta cầu nguyện. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra. Trong bản dịch của hiện đại, bản dịch mới, thì là hãy vùng dậy và tỏa sáng. Hãy vùng dậy và tỏa sáng. Như chúng ta đã nhắc ở trong tuần rồi, chúng ta thấy rằng đây là một cái mệnh lệnh của Chúa. Chữ hải tại đây là một mệnh lệnh. Đó là lệnh Chúa truyền. Như vậy chúng ta biết rằng có những điều chúng ta hiểu là Chúa Ngài không đòi hỏi chúng ta làm một cái công việc gì nếu Ngài không định cho chúng ta và không trang bị cho chúng ta để chúng ta có thể làm được việc đó. Tôi có một cái lối suy nghĩ Đức Chúa Trời không vô lý trong việc bảo chúng ta làm công việc mà chúng ta không thể làm được. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta thì Ngài rất là có lý. Ngài biết những gì có thể xảy ra khi chúng ta đầu phục, khi chúng ta đón nhận sự trang bị của Chúa, thì chúng ta sẽ làm được tất cả. Amen anh chị em. Hãy đứng lên và tỏa sáng ra. Tại sao? Vì ánh sáng của người đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên người. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài định cho mỗi con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sanh ra, mỗi người đều có vinh quang và thiên mệnh chúng ta phải hoàn thành. Chúa dựng nên chúng ta, mỗi một người, mỗi một cá nhân, chúng ta được Chúa Ngài định cho chúng ta trong sự vinh quang. Cảm ơn Chúa. Ở trong Thi Thiên thứ 8 thì nói rằng Chúa lấy sự vinh hiển làm vương miện mà đội trên đầu của chúng ta. Và Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 cũng cho chúng ta thấy điều đó. Ngài tuyên bố đó là chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta.
Chúng ta không nghe Chúa công bố điều đó cho các tạo vật khác. Kinh Thánh cũng có nói là Chúa ngài dựng nên các thiên sứ giống như ngài theo ảnh tượng của ngài. Nhưng mà loài người của chúng ta thì Chúa ngài lại tuyên bố cái điều đó cho chúng ta thấy ý định và tấm lòng của Đức Chúa Trời cũng như kế hoạch của ngài cho loài người chúng ta là rất là lớn lao. Chứ không hiểu tại sao, nhưng mà chúng ta biết rằng lời của Chúa đã tuyên bố như vậy và chúng ta đón nhận với lòng biết ơn Chúa. Và tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta, vinh quang của một cá nhân là yếu tố duy nhất để giúp phân biệt một người với đám đông. Chúa ngài sẽ bày tỏ, như Chủ nhật vừa rồi chúng ta học, khi một người được Chúa ngài cho được ơn ở trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, người đó đi đâu thì cũng thấy có một cái ân sủng đặc biệt từ nơi Chúa, đi theo yểm trợ mở đường để người đó có thể thực hiện những công việc mà Chúa ngài đã định. Dù cá nhân đó có thể cũng không hiểu, như Chủ nhật tôi chia sẻ với anh chị em những cái cơ hội mà chúng tôi bước qua những cánh cửa cơ hội đó. Tôi nghĩ rằng không phải là ai cũng được cái đặc ân là được mời vào trong tòa Bạch Ốc để gặp tổng thống của nước Mỹ này. Còn cảm ơn Chúa, Chúa mở cửa. Cảm ơn Chúa không phải là ai muốn cũng được là có thể gặp thống đốc của các tiểu bang để ăn tối, để có dịp mà nói chuyện và cá nhân cũng như là có cơ hội để ít nhất là tiếp xúc với họ mặt đối mặt. Cảm ơn Chúa khi tôi chia sẻ điều đó hôm Chủ nhật thì hết giờ nhóm thì cô Nguyên lại nhắc ông mục sư quên một việc, đó là việc mục sư đi Do Thái. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa rằng đây cũng không phải là một cái chuyện mà dễ để nước Do Thái gửi thư mời chúng tôi đi qua dự một cái cuộc hội nghị và có cơ hội để gặp thủ tướng của nước Do Thái cũng như là gặp các bộ trưởng của họ, cũng như được họ đưa đi để xem cái vòng trời sắt bảo vệ họ, cũng như là đội phòng thủ của đội quân phòng thủ của nước Do Thái. Thì nó không phải là tự nhiên và cũng phải là dễ để việc đó có thể xảy ra. Nhưng mà tôi tin rằng không phải tôi, nhưng mà vì Đức Chúa Trời có ý định của ngài, ngài có một cái chương trình và ngài muốn phải có những cái trải nghiệm như vậy để chuẩn bị, để trang bị cho chúng tôi cho những công tác lớn mà Chúa ngài muốn thực hiện xuyên qua đời sống của chúng tôi. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Cái yếu tố giúp phân biệt chúng ta với đám đông những người lân cận, những người đồng trang lứa với chúng ta, và khiến chúng ta nổi bật, khiến chúng ta đặc biệt xảy ra, đó là vì vinh quang mà Chúa ngài dành cho cá nhân của chúng ta. Khi vinh quang của một người còn nguyên vẹn như ý định của Chúa ban đầu đó, thì vẻ đẹp, sự lộng lẫy, uy nghi, danh dự đương nhiên đi cùng với con người đó. Đó là lý do tại sao lời của Chúa nói rằng khi loài người của chúng ta phạm tội thì hụt mất cái sự vinh hiển của Chúa. Hụt mất là sao anh xem? Trong tiếng Anh là come short. Đáng lý ra cái mức độ của chúng ta chú định như vậy, nhưng mà khi tội lỗi đến thì loài người chúng ta không sống đúng theo cái tiêu chuẩn đó nữa mà thấp hơn. Hụt mất cái sự vinh hiển đó. Cho đến khi chúng ta được cứu, được Chúa ngài phục hồi và Chúa lại đổ Thánh Linh của ngài trên đời sống của chúng ta, khiến cho sự vinh quang hay là vinh hiển của Chúa lại trở lại trong đời sống của chúng ta. Khi tội lỗi được cất đi, chúng ta bây giờ được Chúa ngài tuyên bố trắng án. Khi cái chiếc áo mà đã nghe hôi thấm cái mùi hôi của trùng heo á, được Chúa ngài đổi bằng chiếc áo công nghĩa của Chúa. Chân mà còn có lẽ những kẻ chân còn dính phân heo đó, bây giờ được thay thế bằng một đôi giày để được mang vào chân. Khi tai có thể là còn dơ bẩn của đất sét, của đất bùn, mà bây giờ thì hay là của nhà nhiều ngày không tắm vì không có cơ hội, không có phương tiện đó, bây giờ được đeo nhẫn của thẩm quyền trở lại. Điều đó cho chúng ta thấy vinh quang mà đáng lý phải có khi nó được nguyên vẹn đó, là Chúa ngài định cho chúng ta là rất là tốt đẹp. Và cũng cảm ơn Chúa khi nó mất thì Đức Chúa Trời ngài đã thân đến thế gian này để nhập thể làm người qua Đức Giêsu để phục hồi cho bằng được điều mà Chúa đã định cho con người của chúng ta. Tuy nó mất bởi tội lỗi của Adam đầu tiên, thì Adam cuối cùng đã đến, Đức Giêsu đã đến để phục hồi lại cho chúng ta. Anh chị em nắm được vấn đề. Chừng nào chúng ta hiểu điều này, chúng ta mới thấy rằng mình sẽ bước lên được. Bằng không thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ thấy là ôi những chuyện Chúa bảo chúng ta làm nó lớn quá. Chúng ta là ai? Tôi là ai mà mục sư bảo rằng tôi có thể làm được công việc này? Khi chúng ta không hiểu mình là ai, chúng ta sẽ không dám làm gì hết. Nhưng mà dân sự biết Đức Chúa Trời của mình, càng biết Chúa rõ chừng nào, chúng ta còn làm những chuyện lớn chừng đó. Amen. Mình xin Chúa ngài ban phước để chúng ta nắm được điều đó trong đời sống của chúng ta. Tôi chia sẻ một số việc để anh chị em được nhắc nhở và được khích lệ tại đây. Đức Chúa Trời khi ngài định, chúng ta bằng lòng mà nói với Chúa là Chúa, con sẽ vùng dậy.
và tỏa sáng ra. Thì Chúa ngày xưa tiếp tục yểm trợ chúng ta. Hôm nay có dịp nói chuyện với một vị mục sư trẻ mà xin làm con thuộc linh của tôi và tôi cố vấn cho những công việc trong sự học về Chúa. Thì chúng tôi chia sẻ những sự thăm viếng và những công việc có dấu hiệu của Chúa ngày làm việc ở trên đời sống. Để Chúa ngày khích lệ và khiến cho chúng tôi có thể tấn tới trong ơn của Chúa. Thì có những sự thăm viếng đặc biệt từ nơi Chúa. Một trong những cái việc mà Chúa ngày làm rất đặc biệt ở trong đời sống của tôi, đó là Chúa ngài làm những công việc hết sức là phi thường, hết sức là siêu nhiên, việc không thể nào nó có thể xảy ra được mà Chúa ngài làm, để xác nhận rằng Chúa ngài chọn và định cho tôi cho những công tác mà Chúa ngài muốn tôi làm. Tôi lấy thí dụ để cho em thấy được điều này thì khó để mà nó có thể xảy ra được lắm. Khi một nhóm người ngồi lại có ý định muốn lật đổ chúng tôi, thì Chúa cho điện thoại của một trong những người đó ngồi ở trong cái bàn để mà đang lập cái kế hoạch để kéo một sự Huỳnh Quốc Khánh xuống. Điện thoại của họ reo vào trong điện thoại của tôi. Và khi tôi nhắc lên, tôi tưởng rằng có ai đó gọi, thì nghe hết câu chuyện họ ngồi, họ bàn để lật đổ mình. Anh chị em nghĩ cái đó nó tình cờ hay là Đức Chúa Trời ngài có quyền để nối đường dây điện thoại như vậy? Không phải một lần mà nhiều lần anh chị em. Thì người ta đổ thừa nó tại ngày xưa mình cái điện thoại Nokia nó có cái phím bấm ấy, chắc có ai đó ngồi rồi cái cạnh bàn nó cấn vào ở trong một cái phím nào đó thì nó tự động nó gọi điện thoại một sự thắng. Nếu mà nó đụng vô trong cái phím đó mà nó gọi điện thoại cho tôi cũng là phép lạ anh chị em. Tại sao nó gọi những người khác? Nhưng mà nó không phải là đối với tôi thì nó không phải là chuyện là lạ, là nó là ngẫu nhiên được. Một lần khác thì điện thoại nó reo lên. Tôi bắt lên, tôi alo, thì không có ai trả lời, nhưng bắt đầu nghe tiếng, nghe câu chuyện của một người đàn ông lúc bấy giờ đang chống đối tôi rất là nhiều, nói chuyện với một phụ nữ khác không phải là vợ của anh, những lời nói rất là khác, rất là bất thường. Thì tôi nghe, tôi nói tôi nên cúp hay là lại tiếp tục nghe tại đây? Tại sao Chúa nghe lại cho nghe cái câu chuyện này? Thì sau này khi người này làm những công việc thì tôi nhắc, tôi nói rằng anh có nhớ cái ngày mà anh ngồi trong xe và nói chuyện với một người phụ nữ những cái lời nói như vậy, thì Đức Chúa Trời đã cho cú điện thoại đó nó đi vào trong điện thoại của tôi không? Sao một sự biết? Anh xanh mặt hết. Và nhiều lần lắm anh chị em, thì câu hỏi tôi đặt ra là Chúa cho những điều đó nó xảy ra là sự yểm trợ của ngài hay là nó là một sự ngẫu nhiên? Thì tôi tin rằng nó không phải là ngẫu nhiên, có một sự yểm trợ của Chúa. Ngài biết trước và ngài bảo vệ cái sự sức giàu và công tác mà Chúa ngài gọi chúng tôi, cho nên nếu ngài thấy có những việc nó có thể làm thương hại đến công việc đó, Đức Chúa Trời ngài sẽ làm cho nó lộ ra. Vì lời của Chúa nói với chúng ta, Đức Chúa Trời ngài sẽ làm lộ ra những công việc nơi kín nhiệm. Ngài có quyền làm công việc đó. Tôi kể anh chị em thêm một câu chuyện khác, mà câu chuyện này thì nhiều người cũng đã thường nghe. Nó là có một lúc thì khi chúng tôi đưa ra kế hoạch để di chuyển, để thay đổi cái cách mà chúng ta chọn người vào ở trong những người lãnh đạo của Hội Thánh. Hồi trước thì chúng ta cũng giống như bao nhiêu Hội Thánh Việt Nam, thấy những người đi trước làm sao chúng ta cũng bắt chước như vậy. Đó là chọn người vào trong ban chấp hành của Hội Thánh là do lá phiếu gọi là nổi tiếng, nổi danh của những người trong hội chúng bầu cho những người đó. Nhưng mà khi chúng tôi trình bày rằng sẽ có một cái đường lối khác trở lại với Kinh Thánh, vì chúng ta chỉ nghe có một lần thôi, là các sứ đồ cũng như là Hội Thánh đầu tiên đã họp lại với nhau sau khi Judas Iscariot thắt cổ tự tử rồi đứt dây rớt thi thể xuống vỡ bụng lòi ruột ra. Thì trong lúc mà nhóm nhau lại thì Hội Thánh đầu tiên đã làm công việc, đó là bây giờ chúng ta bắt thăm để chọn cái người thì thay thế cho Judas Iscariot. Chúng ta nhớ câu chuyện đó, Matthew đã được bầu vào ở trong công việc đó. Và đó là lần duy nhất, và là lần duy nhất Chúa, lời của Chúa ghi lại cho chúng ta về con người này. Vì chương trình của Đức Chúa Trời ngài đã biết từ trước buổi sáng thế, cái người mà thay thế Judas Iscariot được Chúa ngài biệt riêng làm sứ đồ cho dân ngoại, đang chuẩn bị được Chúa ngài bắt phục khi ông trên đường đi Đa-mách bắt bớ Hội Thánh của Chúa. Và chúng ta biết rằng Chúa ngài đã tuyên bố sứ đồ Phaolô là người thay thế cho cái chức vụ đó. Và chúng ta thấy cái việc mà chọn người theo như lá phiếu bầu thì không có kể từ đó. Nhưng Kinh Thánh thì cho chúng ta thấy rằng các trưởng lão, các sứ đồ chọn lọc và sắp đặt để những người này coi sóc công việc của Hội Thánh. Một đằng là dân chủ, một đằng là thần chủ.
Và khi chúng tôi chia sẻ cái điều đó ra thì có một kế hoạch muốn lật đổ chúng tôi. Em nói rằng một là mục sư Khánh ở trong hội thánh này, hai là chúng tôi, bởi vì họ biết nếu mà chọn theo ân tứ và khả năng theo như lời kinh thánh thì nhiều người sẽ không đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà chọn theo lâu năm ở trong hội thánh, bị ảnh hưởng là con của ông này bà kia, mấy đời đi theo Chúa trong cái gia tộc đó, thì họ có thể được đắc cử. Mà chọn theo ân tứ sự trưởng thành ở trong Chúa thì họ sẽ không được đắc cử. Cho nên có một cái buổi họp hợp lại với nhau để muốn lật đổ chúng tôi. Họ hẹn đến một cái tiệm ăn. Hôm đó từ văn phòng về thì nhà tôi nói hôm nay em thấy không muốn nấu ăn vì hơi mệt, thôi mình đưa con đi ăn. Thì chúng tôi lên xe chạy đến một cái chỗ, một cái tiệm ăn mà nó cũng rất là bình dân. Mặc dù nó là steakhouse mà nó rất là bình dân. Vừa túi tiền cho nên chúng tôi đi đến đó. Khi lái xe vào trong bãi đậu xe, tôi nói với nhà tôi, ủa sao hôm nay xe quen nhiều quá. Khi chúng tôi bước vào thì mấy bà đang đi lấy thức ăn gặp chúng tôi thì họ rất là ngạc nhiên. Ô chào ông bà mục sư. Rồi một trong những người đó giọt miệng nói, chúng tôi đang ngồi ăn ở tại đây, mấy ông đang ngồi đằng kia, mời ông bà mục sư đến ngồi chung cho vui. Thấy là vợ chồng chúng tôi bưng cái mâm ở trong cái tiệm đó, nó là cái phiên bản trước của Golden Corral mà chúng ta có ngày hôm nay. Thì tôi nhớ đặt cái tray của mình xuống, tất cả mọi người không còn nói chuyện được nữa. Vì kế hoạch của họ hôm đó là họp lại để lên kế hoạch, để lật đổ chúng tôi, để đẩy chúng tôi ra khỏi chức vụ và hội thánh. Nhưng mà bây giờ mình ngồi ngay chỗ đó làm gì còn có chuyện để nói. Mọi người khen Chúa là sau cái bữa ăn đó, có những người thức tỉnh đủ để gọi điện thoại và xin tôi tha thứ cho, và xin Chúa ngài tha thứ, một sự cầu nguyện để Chúa tha thứ cho tôi, ít nhất là những cá nhân đó. Bởi vì chúng tôi dự phần và công việc định là sẽ đẩy mục sư ra khỏi hội thánh này, nhưng mà Đức Chúa Trời đã đưa ông mục sư đến ngồi ngay cái bàn họp của chúng tôi. Thì tôi biết rằng chúng tôi đang cố gắng để chống đối người mà Đức Chúa Trời ngài đã định để hướng dẫn hội thánh này. Anh chị em, việc đó xảy ra năm 1992. Nếu không dập tắt ngay tại đó đó, thì năm 1999, 7 năm sau, chúng ta không thể có một cái môi trường để có sự phục hưng như chúng ta đã kinh nghiệm từ đó cho đến ngày hôm nay. Phải không chứ? Mỗi một chúng ta, tôi nói cái điều này bởi vì tôi là người của công chúng và ở trong cái vị trí mà có thể quan sát được. Nhưng mà cho em đừng quên là mỗi một chúng ta đều được Chúa nghĩa định như vậy. Nghĩa định cho đời sống của chúng ta, mỗi người chúng ta bày tỏ vinh quang của Chúa. Là sự vinh quang mà Chúa ngài đã đặt ở trong đời sống của chính chúng ta. Vì vinh quang của một người là sức mạnh dễ dàng để thu hút sự ưu ái, tình yêu thương, danh dự đối với một người mà không cần phải cố gắng. Bởi vì Chúa ngài yểm trợ, Chúa ngài ban để được ơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Như chúng ta đều biết, Đức Chúa Trời là cha vinh hiển của chúng ta. Và chính ngài là nguồn gốc của sự vinh hiển. Và lý do tại sao mà chúng ta thấy thiên sứ không bao giờ mỏi mệt trong việc thờ phượng ngài. Bởi vì sự uy nghiêm và vĩ đại của Chúa rất dễ để họ có thể dành hết tất cả những thời giờ họ có được để chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa. Là cha nhân lành đấng đã dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của ngài, như Sáng Thế Ký chương 1 câu 27, ngài cũng ban cho chúng ta vinh quang đặc thù để thực hiện quyền thống trị trên đất này trong mức độ mà Chúa ngài đã định. Ngài dựng nên chúng ta để bắt đất phục tùng và cai quản mặt đất này, để chúng ta nắm chủ tình hình, để chúng ta hành động ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta biết điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu bước đi như lời của Chúa dạy, hãy vùng dậy, tỏa sáng ra. Tại sao? Vì vinh quang của Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên người. Còn nếu không, chúng ta nói rằng tôi là ai, và chúng ta cứ chối và chúng ta thối thác, chúng ta không chịu làm, cho đến khi chúng ta nhận biết mình là ai trong Chúa. Tôi tin rằng anh chị em sinh hoạt trong hội thánh ở tại đây đã lâu, anh chị em thấy từng hồi từng lúc Đức Chúa Trời ngài đã làm những cái sự xác nhận tương tự như vậy trong đời sống của chúng ta. Vì tôi không tin rằng anh chị em tự động mình quyết định mình muốn đến nhóm với hội thánh thì mình đến. Và tôi tin rằng có một sự sắp đặt, có một sự kêu gọi của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa muốn chúng ta trở nên một đội quân lớn. Như lời của bài hát, Chúa muốn chúng ta trở nên những chiến sĩ ở trong đội hùng binh của Chúa để chúng ta làm những công việc Chúa định cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có biết là con gái của Chúa thuộc về các dân tộc khác. Họ kể như là một cái vinh dự rất là lớn lao để đồng hành với chúng ta. Chiều hôm nay chúng tôi nhận một cái bản tin nhắn từ New Zealand. Thì con gái của mục sư Don Martinell đã nhắn tin với chúng tôi và bày tỏ những cái ý đó là thật là vinh dự cho
mục sư Don Martinell và các anh em ở trong hội thánh tại đó là có cơ hội Chúa cho phép để đồng hành với chúng ta trong lần này khi về Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn mà Chúa nghe ban cho chúng ta. Những điều mà Chúa nghe định làm xuyên qua đời sống của chúng ta rất là lớn, rất là đặc biệt. Cho đến mức độ mà chúng ta để cho ánh sáng vinh quang của mình chiếu rọi là mức độ mà chúng ta đang hoàn thành mục đích. Bởi vì chúng ta được tạo ra với ý định mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Như Ba Thi Ơ chương 5 câu số 17 cho chúng ta thấy điều đó. Tuy nhiên chúng ta thấy số đông con dân của Chúa vẫn chưa nhận ra rằng họ được tạo ra với vinh quang mà Chúa Ngài đã định. Do đó chưa bắt đầu cuộc sống để bày tỏ vinh quang, bày tỏ sự sáng của Chúa mà Chúa Ngài đã thắp lên trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta họ dạy với nhau, cứ mắng mình, tôi không ra chi, tôi chỉ ăn mài ơn của Chúa. Tôi nghe cái câu này tôi thấy thật là lạ. Chúa bảo hãy đến và Chúa Ngài phục hồi chúng ta, Ngài yêu chúng ta với tình yêu đời đời của Ngài. Nhưng mà không, mình như vậy mình không xứng đáng. Chứ phải nói rằng mình là những người chỉ biết đập đầu ăn mài ơn của Chúa. Chúa không đòi chúng ta đến với Chúa như một kẻ ăn mài, xin ơn của Chúa mà Chúa Ngài gọi chúng ta hãy đến để nhận phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Ai khác hãy đến mà uống. Chúa Ngài hứa với chúng ta như vậy và mời chúng ta như vậy. Rất là đặc biệt. Như đứa con quan đàn, Chúa Giê-xu kể câu chuyện đó để giúp cho mọi người thấy được rằng dù chúng ta có thất bại như thế nào, có tệ hại như thế nào ở trong quá khứ, Cha sẵn sàng nhanh chóng chạy ra ôm lấy cổ mà hôn, phục hồi chúng ta trước khi chúng ta có cơ hội để nói bất cứ điều gì. Như đứa con quan đàn, chúng ta nhớ anh ta định bụng, anh ta đã nói, anh ta đã tập dượt để nói với cha rằng con không xứng đáng làm con của cha nữa, xin cha đãi con như đầy tớ. Chưa nói được câu đó thì cha đã phục hồi rồi. Amen anh chị em. Đây là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho anh em của chúng ta trong hội thánh của Chúa. Bởi vì số đông con dân của Chúa vẫn chưa nhận ra rằng Chúa Ngài dựng nên chúng ta và Ngài lấy vương miện, lấy vinh hiển làm vương miện để đổi cho chúng ta. Trước khi tiếp xúc được với quyền năng của Chúa thì tôi chưa bao giờ nghe ở trong đời cái bài giảng là chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa, được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Người ta sợ không dám giảng cái điều đó. Bài giảng chúng ta là những tội nhân đáng chết, chúng ta là những người không xứng đáng để nhận ơn Chúa. Chúng ta nghe rất là nhiều. Phải, chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải biết rằng mình không thể tự cứu mình được. Chúng ta chạy đến với Chúa để tiếp nhận ơn của Ngài. Nhưng mà đó không phải là điểm nhấn mạnh của chúng ta, nó chỉ là điều kiện. Điểm nhấn mạnh mà sứ đồ Phaolô phải cầu nguyện ngày đêm trước mặt Chúa đó, đó là xin Chúa Ngài mở tâm trí, Ngài ban thần của sự khôn ngoan thông sáng để chúng ta có thể nhận biết Chúa, nhận biết được sự giàu có phong phú của cơ nghiệp của chúng ta trong Chúa là lớn dường nào. Lớn lắm anh chị em. Càng học hỏi lời của Chúa và chiêm nghiệm chương trình kế hoạch của Chúa trong sự phục hồi của Ngài cho mỗi một cuộc đời của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng tôi càng đi ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nhìn lại cá nhân của chúng ta thì không có một chút nào gọi là xứng đáng, như vậy mới gọi là ân điển là như vậy đó. Nhưng mà bởi vì cái sự ban cho này dựa trên Đức Chúa Trời là đấng ban cho, chúng ta dựa trên những người nhận là có xứng đáng hay là không, Ngài chọn để ban cho chúng ta. Nên cho em xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta sẽ vùng dậy. Chúng ta còn nhớ trong trường hợp của Giabê, Sự Ký thứ nhất chương 4 câu 9 đến câu 10, Giabê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ ông đặt tên là Giabê vì nói rằng ta sinh nó trong sự đau đớn. Giabê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: ôi xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con, nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ. Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin. Giabê quyết định vùng dậy. Ông biết rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể làm cho ông có thể vùng dậy được. Cho nên ông muốn Chúa Ngài thay đổi cả cuộc đời của ông. Và mặc dù Giabê được tôn trọng hơn anh em của mình, tức là Chúa Ngài đã định cho cuộc đời của ông trong tất cả các anh em trong cùng một cha một mẹ đó, Giabê được tôn trọng hơn các anh em của mình. Nhưng mà ông có một cái điều nó như là một cái áng mây đen, nó cứ đè trên đầu của ông. Như tuần rồi chúng ta, hôm Chủ nhật chúng ta học, như là có một cái nắp nó đậy cái cuộc đời của ông. Mà ông phải bật nắp đó cho bằng được. Đó là vì mẹ của ông đặt tên ông là Giabê. Bởi vì bà nói rằng ta sinh nó trong sự đau đớn. Mặt quỷ cũng thường đặt tên cho chúng ta như vậy. Thường nó nói đến cái quá khứ của chúng ta, những việc chúng ta làm, để chúng ta bị đánh bại tinh thần, để chúng ta thu non trước khi chúng ta thăm chiếm. Nó nhắc chúng ta về quá khứ của mình. Giabê
người đã làm cho mẹ của mình đau đớn khi sanh mình ra. Chắc đau đớn lắm cho nên bạn mới đặt cái tên của nó như vậy cho nó nhớ. Tại vì lúc mà nó mình sanh nó ra, nó chưa biết, nên đặt cái tên nó để nó lớn lên gọi nó. Thì nó biết rằng khi sanh nó gây cho mẹ của nó đau lớn. Kinh Thánh có những cái tên mà chúng ta thấy nó có cái ý nghĩa. Và tại đây thì mẹ của Giao-bê đã đặt tên cho ông như vậy. Nhưng ông không chấp nhận điều đó, ông muốn thoát ra, ông muốn trỗi cao hơn, ông không muốn cuộc đời của ông bị trói chặt vào ở trong cái điều mà cái tương lai mà mẹ của ông đã định cho ông. Giao-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: "Ôi xin Chúa ban phước dồi dào." Hay là: "Xin Chúa ban phước cho tôi một cách rõ ràng, một cách đắc thắng, một cách chắc chắn. Mở rộng bờ cõi của con. Xin Chúa mở rộng bờ cõi. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ." Hay là trong bản dịch cổ của chúng ta thì con không làm cớ buồn rầu. Để không muốn cuộc đời của mình đi đâu làm cho người khác buồn rầu đến đó, nhưng mà muốn cuộc đời của mình được phước để làm nguồn phước, được mở rộng để cuộc đời của mình được ảnh hưởng lan rộng ra. Cho nên ông xin tay Chúa phù hộ ông, gìn giữ ông khỏi những điều ác. Ông không làm cớ buồn rầu, mà chắc chắn làm cớ vui mừng khi những người tiếp xúc với đời sống của ông. Chúa đẹp lòng lắm về cái lời cầu nguyện này. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho trong bản Kinh Thánh truyền thống của chúng ta là y theo điều ông cầu xin. Bản hiệu đính thì Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin. Và nếu lời cầu nguyện mà được kết quả, được Chúa đáp ứng một cách hết sức tốt đẹp như vậy, đáng để chúng ta học, để chúng ta cầu nguyện. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện trong tinh thần đó. Có rất là nhiều lời cầu nguyện đề nghị mà tôi đề nghị với anh chị em chúng ta trang bị, để có một sự quân bình giữa chúng ta xin Chúa dựa trên lời Chúa hứa và công bố trong thẩm quyền mà Chúa nghĩa là ủy thác cho chúng ta. Vinh quang của tôi phải tỏa sáng ra. Thứ nhất, chúng ta cầu nguyện: "Ôi lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu của Chúa và lòng thương xót của Ngài, mọi vinh quang thuộc về Chúa. Vì chúng ta không xứng đáng, nhưng Chúa Ngài yêu chúng ta và chọn chúng ta làm con cái của Ngài. Ấy chẳng phải là các ngươi đã chọn ta, bèn là chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết nhiều quả." Thứ hai, lạy Cha, con cảm ơn Cha vì sự thành tín và lòng thương xót của Ngài đối với cuộc sống và gia đình của con. Nguyện Cha được tôn vinh trong quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Thứ ba, ôi lạy Chúa, con cầu xin sự thương xót của Chúa trong mọi việc con đã phạm tội và hụt mất vinh hiển của Chúa. Hãy để lòng thương xót của Chúa lên tiếng thay cho con trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Có những lúc ma quỷ nó đến nó nhắc tội của chúng ta trong quá khứ. Tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta đừng để cho nó nhắc, nó hại tội chúng ta những việc chúng ta trong quá khứ. Nhớ một điều là chúng ta đã được tha thứ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy xoay trở lại và nhắc nó về tương lai của nó. Người có biết là có một cái nơi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn dành chỗ cho ngươi không? Quả ngục đời đời. Nhắc nó về tương lai của nó. Cảm ơn Chúa. Hãy mạnh mẽ anh chị em, đừng để cho kẻ kiện cáo chúng ta nó dập tắt chúng ta. Nhưng mà hãy nhớ ơn của Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Không phải kiêu ngạo, nhưng mà chúng ta hãnh diện biết ơn Chúa. Cho nên chúng ta sống đúng theo như điều mà Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để phục hồi cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, vua của vinh hiển, con xin Chúa cắt khỏi đời con mọi khuyết điểm, tính cách xấu xa đang cản trở vinh quang tỏa sáng trong đời sống của con, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ôi lạy Chúa, nhân từ, con xin Ngài phá hủy mọi thứ con đã cho phép trong cuộc sống của mình và những thứ đang ngăn cản sự vinh hiển của con, trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cho phép những thứ nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Có thể chúng ta chối Chúa, chúng ta có thể phạm một cái tội nào đó, và từ đó chúng ta thấy rằng mỗi lần ma quỷ nó nhắc chúng ta về việc đó là chúng ta không dám làm gì hết. Anh chị em có một giải pháp rất là tốt đẹp đã được định cho chúng ta. Ăn năn rồi nhận sự tha thứ của Chúa, rồi tấn lên trong ơn của Chúa. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, trong những ngày đầu chúng tôi bắt đầu cái công tác mà đuổi quỷ đó, thì các mục sư Baptist khác họ càng ngăn tôi dữ lắm. Anh mục sư Khánh à, ông có chừng á, ông đuổi quỷ có ngày nó hài tội ông trước mặt mọi người mà cho hổ mặt á. Họ sợ cái chuyện đó lắm. Tôi thì lại nghĩ khác hơn. Có lẽ bởi vì ơn của Chúa cho nên Chúa Ngài đã đổi cái cách suy nghĩ của tôi, cho nên tôi thường nghĩ ngược lại. Người ta nói rằng đừng cầu nguyện cho người bệnh ở giữa hội chúng, ở trước mặt mọi người. Lỡ không có chuyện xảy ra mình làm tối danh Chúa. Tôi nghĩ lỡ chuyện xảy ra thì nó như thế nào? Sáng danh Chúa. Cho nên thay vì sợ làm tối danh Chúa,
tin nơi những gì Chúa dạy và cứ làm, bởi vì Chúa Giêsu và công việc của dấu kỳ phép lạ xảy ra trong sách Công Vụ Sứ Đồ luôn luôn ở giữa công chúng. Cảm ơn Chúa. Đó là ông coi chừng, ông đuổi quỷ coi chừng có ngày nó hồi hài tội của ông ra đó. Thì cảm ơn Chúa, lúc bây giờ Chúa ngày nhắc tôi, không sao con. Và tôi trả lời, tôi nói, cái chuyện đó tốt chứ. Nếu tôi có những cái tội lỗi mà tôi vì không biết, chứ còn nếu mà tôi biết thì tôi đã ăn năn trước mặt Chúa rồi. Nhưng mà có thể tôi không biết, mà quỷ nó hài tội ra, mình coi lại, mình nói, ô cái chuyện đó có. Quay qua ăn năn xin Chúa tha thứ vì con được nhắc nhở ngày hôm nay bởi con quỷ trong người này, rằng con có cái tội đó, con ăn năn xin Chúa nghe tha thứ, rồi nhận sự tha thứ của Chúa xây qua đuổi nó. Đó là cách tốt nhất phải không chị em? Chúng ta không để cho bất cứ một cái lỗi nào trong quá khứ của chúng ta mà chúng ta sợ ma quỷ nó hại tội chúng ta và làm cho chúng ta tê liệt, chúng ta không dám đứng lên để chúng ta hầu về Chúa. Trừ trường hợp là chúng ta rất thích cái tội đó và chúng ta không muốn khai ra. Còn nếu chúng ta thật sự muốn khai hết tất cả những tội nào mà có thể làm cách mạch điện quyền năng của Chúa để chúng ta lại tiếp tục tuôn đổ trong quyền năng của Chúa thì quỷ nó có hại tội, thì chúng ta cảm ơn nó, cảm ơn Ngài nhắc nha. Amen anh chị em. Thì có gì mà giấu? Trừ trường hợp chúng ta muốn giấu và thích giấu nó thì cái chuyện đó là bó tay rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta vì vô tình hay là chúng ta quên về cái việc đó mà nó nhắc, mà Chúa cho chúng ta thấy có được, thì chúng ta ăn năn xin nhận sự tha thứ của Chúa, rồi chúng ta là nhận thẩm quyền từ nơi Chúa để chúng ta đuổi nó. Nhưng mà đây tôi cũng mở ngoặc cho anh chị em, quỷ thì nó rất là quỷ quyệt. Cho nên trong cái toán giải cứu chúng ta cũng coi chừng nó hại tội một anh em, một chị em nào của chúng ta. Chúng ta nhảy qua chúng ta tin nó mà chuyện nó không có đấy, thì chúng ta đang giúp giáo cho giặc, chúng ta phụ tay của nó để đánh hại anh chị em của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng trong chiến trận thuộc linh, quỷ nó rất là quỷ quyệt. Và chúng ta cần phải có một sự thông công gần gũi, biết rõ về nhau để khi ma quỷ nó hại tội mà không đúng đấy, thì chúng ta nói mày nó láo. Tại vì nó là cha của kẻ nó láo mà. Nên chúng ta có thể dập tắt cái tiếng nói láo của nó, cái phỉnh dối của nó, và chúng ta lại tiếp tục đuổi nó. Nhưng trong ơn của Chúa anh chị em, nếu chúng ta có bất cứ điều gì mà có thể ngăn trở phước hạnh của Chúa trong đời sống, xin Chúa ngài cất khỏi. Khuyết điểm, những điều có thể, những tính cách xấu xa đang ngăn trở, xin Chúa ngài cất khỏi. Thứ năm, ôi lạy Chúa nhân từ, xin ngài phá hủy mọi thứ mà con đã cho phép ở trong đời sống của mình. Có những chuyện chúng ta đã mở cửa cho phép nó đi vào trong đời sống của chúng ta. Đừng lấy bất cứ một cái lý do nào thối thác lên chị em. Chúng ta đã mở cửa cho nó. Công việc bây giờ Chúa ngài chỉ ra, chúng ta xin Chúa ngài cho chúng ta dứt khoát đuổi nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có một tổ chức của nam giới, họ kêu gọi các anh em, bởi vì cái tình trạng là có những người đàn ông lén lút xem những cái trang web, trang của tranh ảnh lõa thể, của pornography. Thì họ khuyến khích là bây giờ anh em ghi danh vào để mình đứng chung với nhau, mình cầu nguyện cho nhau, và khi mà anh em của mình gửi những cái bài, những cái câu hỏi để tìm hiểu tình trạng thật của mình trong lúc này tới đời sống thuộc linh của mình. Bởi vì nhiều khi chúng ta hỏi sao anh có khỏe hay không, thì câu trả lời như là sáu ngữ đó, khỏe. Thì những cái người mà ở trong cái tổ chức này họ dằn lại một câu khỏe thật không, are you for real? Vì nhiều khi cần phải đặt câu hỏi trở lại để đánh thức những người đang ở trong cái chỗ mà cứ bị ma quỷ nó cầm buộc, không thể bước ra được, thì xin Chúa ngài giúp đỡ. Và đây chúng ta cũng rõ ràng trước mặt Chúa để chúng ta có thể tỏa sáng ra, thì những cái gì làm cho giảm bớt hay là ảnh hưởng của mức độ tỏa sáng của chúng ta cần phải được cất đi trong ơn của Chúa. Thứ sáu là Chúa của lòng thương xót hãy trỗi dậy vì cớ con, để cho sự vinh hiển của con bắt đầu tỏa sáng ngay bây giờ. Thứ bảy là Cha, cầu xin Cha phá hủy mọi sự tắc nghẽn trên thiên mệnh của con và làm cho vinh quang của con tỏa sáng. Thứ tám, Cha Thiên Thượng, xin trỗi dậy vì lợi ích của con, xin công bố sự vĩ đại của con ở trong mùa này. Vì Chúa, ngài có quyền như Gia-cốp đã làm cho Joseph, may cho ông một chiếc áo nhiều màu để trước mặt các anh. Gia-cốp muốn nói trước mặt các anh của Joseph rằng đây là đứa con của ơn, đây là đứa con mà Cha yêu mến. Chúa có quyền để làm công việc đó. Thì chính là Chúa, con cảm thấy mệt mỏi với những thung lũng mà con đang ở hiện nay. Xin hãy đưa con lên đỉnh cao một cách nhanh chóng nhân danh Chúa Giêsu Christ. Có những điều không phải là kế hoạch của Chúa, nhưng mà ma quỷ tìm cách để đưa chúng ta vào ở trong những cái chỗ mà nó trì kéo chúng ta, khiến cho chúng ta không phát triển và không bước đúng theo như thời khóa biểu mà Chúa đã định cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy ý định của Chúa là khi chúng ta được
tái sanh được làm con Chúa, chúng ta làm con đỏ thuộc linh. Chúa khuyến khích chúng ta phải ham thích sự thiêng liêng của đạo, để nhờ đó mà chúng ta được rỗi linh hồn, chúng ta được lớn lên trong Chúa. Con đỏ trở nên những người con trưởng thành. Rồi những người con trưởng thành, Chúa ngày quyết định chúng ta là không còn là những người gọi là những cái đứa trẻ ở trong nhà của Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà trở nên người của Đức Chúa Trời. Có cái ý định của Chúa như vậy, và chúng ta phải có cái sự tăng trưởng theo như nhịp độ và thời gian mà Chúa ngày cho chúng ta có trong Chúa. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa mà 20 năm, 30 năm rồi, nhìn lại cũng vẫn còn đỏ, thì khó coi lắm. Anh chàng có bao giờ hình dung mình thấy có một người đẩy một cái chiếc xe chở em bé, thì mình cứ đinh ninh ở trong trí của mình là mình sẽ nhìn thấy một gương mặt của em bé mới sinh hay là một em bé còn nhỏ. Nhìn vô mình thấy cái mặt của ông già có râu mà nằm ở trong chiếc xe đó. Chắc chúng ta thấy rằng mình cũng phải sừng lại, phải không? Yeah. Có một mục sư người Mỹ, ông nói cậu, nếu chúng tôi phải giặt râu của bạn để cho bạn bú sữa đó, thì có gì đó nó sai trọc rất là lớn rồi. Nói đến sự tăng trưởng không theo kịp với tuổi tác thuộc linh của chúng ta. Xin Chúa cho thì chúng ta không già đi ở trong hội thánh, nhưng mà chúng ta sẽ tăng trưởng ở trong ơn của Chúa. Thứ mời lại cha, xin mọi ân điển của mọi ân điển, xin hãy để cho ân điển tràn ngập của Ngài trên đời sống của con, để con có thể chiếu sáng. Bởi vì lệnh của Chúa đã bảo chúng ta như vậy. Hãy đứng lên, hãy vung dậy và tỏa sáng, vì ánh sáng của người đã đến. Thánh Chúa 11, là Chúa con đang mệt mỏi vì lao nhọc với sự bứt phá, xin nâng con lên trong mùa này, ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Thứ 12, xin cha phân biệt con bằng sự vĩ đại với những người cùng thời với con, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Chúa ngài làm cho Đức Giêsu trỗi cao hơn những người cùng trang lứa. Thì Chúa ngài cũng có ý định như vậy cho mỗi đời sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa. Chúa muốn chúng ta trỗi cao hơn đồng loại của mình, những người cùng lứa với mình. Đó là ý định của Chúa. Vì khi ngài đã nhắm và ngài muốn ban ơn trên đời sống của chúng ta, thì ngài sẽ làm những công việc để khiến cho chúng ta khác biệt với những người khác. Cảm ơn Chúa. Hãy tin và đón nhận đi anh chị em. Vì Chúa muốn ngài có chương trình rất đặc biệt cho mỗi một chúng ta. Đừng ai chọn sống ở trong cái hoàn cảnh vừa đủ. Đó là cái thái độ mà tôi nhớ Chúa ngài nhắc nhở cho tôi và muốn tôi quỷ phá ở trong sự suy nghĩ của tôi. Vì chúng ta thường thấy vừa đủ là chúng ta muốn dừng lại, bởi vì hồi trước tôi được nghe dạy là mình phải học thỏa lòng trong Chúa. Có những số chuyện chúng ta thỏa lòng, nhưng mà sự tăng trưởng trong Chúa chúng ta không thể thỏa lòng được. Tăng trưởng chúng ta không thể thỏa lòng, phát triển ra chúng ta không thể thỏa lòng. Cảm ơn Chúa. Có ai trong chúng ta là con thứ ở trong gia đình? Một đa số là con cả, con thứ. Cảm ơn Chúa. Thử hình dung nếu mà cha mẹ của các anh chị sanh người con đầu lòng xong rồi nó thỏa lòng, một đứa đủ rồi, thì chúng ta không có mặt ở trên đời này. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhiều đầy tớ của Chúa được Chúa người sử dụng có tầm cả ảnh hưởng đến cả thế giới đó, hoặc là con thứ 10, thứ 15 ở trong gia đình. Nhưng John Wesley, chúng ta biết rằng gia đình của ông rất là đông con. Ông được sanh ra làm người con thứ 15 ở trong gia đình nữa. Nếu mà cha mẹ của ông đã dừng lại từ đứa thứ 3, thứ 4 thì thế giới không có một sứ giả phục hưng đầy ơn của Chúa như vậy. Đời sống thuộc linh chúng ta cũng đừng thỏa lòng. Bởi vì nếu chúng ta thỏa lòng, thử hình dung nếu hội thánh của Chúa ở tại đây, chúng ta phát triển đến một cái mức độ nào đó, ví dụ như cho thoải mái trong hội thánh là 100 người, thì dễ cho mục sư làm việc lắm, vừa sức. Vì đa số các mục sư được huấn luyện ở tại Mỹ này để chăm sóc cho một hội thánh từ 74 người trở xuống. Vì số trung bình của tất cả các hội thánh ở trên nước Mỹ này cộng lại chia đều ra là trung bình là 74 người. Cho nên trường lớp huấn luyện đều huấn luyện các mục sư chỉ có cái sức để hướng dẫn tối đa là 100 người thôi. Nếu mà mục sư ông thỏa lòng khi đến con số 100, rồi ông nói thôi như vậy đủ rồi, khỏi phát triển nữa, thì chúng ta gặp nguy hiểm. Xin Chúa cho và nới rộng. Chúng ta cứ tiếp tục ở trong Chúa, chúng ta muốn phát triển không ngừng. Amen anh chị em. Tăng trưởng trong Chúa cũng vậy, chúng ta muốn tiếp tục tăng trưởng ở trong Chúa. Vì mục tiêu của chúng ta là trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ hơn mỗi ngày. Và Chúa là một tiêu chuẩn mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng ở trong Ngài là như vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn. Xin Chúa Ngài hành động. Câu số 13, phần thứ 13 là Chúa xin hà hơi trên con và tất cả những gì con làm, để sự vinh hiển của con sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Chúa hạ hơi trên thì chúng ta có thể làm bất cứ những công việc nào Chúa ngài sai phái chúng ta làm. Tiêu 3, 14 là cha ở bất cứ nơi nào con bị khinh thường, hãy để vinh quang của con chiếu sáng rực rỡ ở đó. Cảm ơn Chúa. Chúa ngài có quyền để dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Như tôi chia sẻ hôm Chủ nhật, cái giai đoạn mà chúng tôi có thể nói rằng cái sự tấn công vào ở trong cái chỗ tự tri, nhận biết mình là ai ở trong Chúa đó, nó lên cao độ. Vì có những người họ đến, nó nói rằng Đức Chúa Trời vừa cho tôi biết một cái sự mặc khải từ nơi Chúa là tôi phải rời VBC gấp, cho nên xin chào một sự tạm biệt. Không phải một người mà nhiều người họ cứ xúm nhau là Chúa mặc khải, Chúa mặc khải. Tôi ngồi đó tôi khóc với Chúa, tôi nói lại Chúa, sao Chúa nói chuyện với họ mà Chúa không nói với con cái chuyện này à? Bao nhiêu chuyện khác Chúa nói mà chuyện này sao Chúa không nói với con? Chúa bảo họ lập tức đi ra khỏi cái chỗ này, hội thánh này, là có chuyện gì ở trong chỗ này? Thì Chúa ngài có cách để ngài trả lời. Tôi làm chứng với anh chị em, trên đường lái xe lên Austin, tôi đặt câu hỏi với Chúa là Chúa, Chúa còn yêu thương con không? Giữ cho một xe truck nó chạy ngang qua chiếc xe của tôi, rồi nó tấp qua phía trước cái len ở trước mặt tôi, cái len bên tay phải đó. Thì cái cổng sau, cái gate door của cái chiếc xe truck đó, người ta đề chữ John 3:16 và vẽ cái trái tim tôi đó. Khi chiếc xe đó vừa đi qua thì có một cái bảng bên tay phải, đấy là Jesus loves you. Tôi nhận những cái hình ảnh đó, nói, cảm ơn Chúa vì Chúa ngày xác nhận với con, Chúa yêu con. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng vì ngài làm công việc đó. Trên đường về tôi tìm hoài cái bảng đó, và sau đó nhiều chuyến tôi đi Austin không bao giờ thấy cái bảng đó. Mà tôi nhớ cái bảng phải là người ta cấm cái bảng theo kiểu như là garage sale, anh chị em mà để cái bảng lên rồi xong chuyện người ta gỡ đi đó. Tôi thấy một cái rất là ròm, cái bảng đã đóng xuống và người ta sơn cái bảng đó rất là lớn, mà tìm hoài không thấy. Có thể Đức Chúa Trời ngài cho cái bảng đó xuất hiện một lần đó cho tôi thấy mà thôi. Rồi cuối tuần đó chúng tôi đi đến dự cái bữa ăn mà nhà truyền giáo Ronald Bonnke, ông đến để kêu gọi các hội thánh của Chúa tại thành phố Houston này giúp đỡ cho ông. Ông đến với sứ điệp, tôi có một cái lưới rất là tốt, đã được chứng minh ở khắp nơi trên thế giới là nó bắt được cá. Xin các mục sư ở tại Houston này giúp đỡ cho chúng tôi mượn chiếc thuyền của quý vị, để chúng ta cùng nhau đánh những cái mẻ lưới để cứu nhiều người vào cho Chúa. Thì ông mở một cái bữa tiệc, tổ chức ông mở một bữa tiệc mời các mục sư tại thành phố Houston này đến để ông trình bày điều mà ông ao ước đó. Thì tôi nhận cái email chỉ dẫn là khi ông mục sư đến thì xin đi thẳng đến bàn số 1, thì chúng tôi mời ông ngồi cái bàn đó. Tôi nhớ tôi đến hơi trễ một chút xíu, nhiều người đã ở trong đó, người ta đang nói chuyện thông công vui vẻ lắm. Nguyên cái phòng đó là mục sư của thành phố Houston này. Thì khi tôi bước vào, tôi đi về cái hướng của cái bàn đó, thì có người chặn tôi lại, anh đi đâu vậy? Tôi nói dạ, đi đến cái bàn mà ở phía trên đó. Nó không, cái chỗ đó là chỗ của ông Bonnke á. Tôi nói tôi không biết cái chỗ đó ông Bonnke là ai, nhưng mà tôi nhận được cái tin chỉ dẫn đó là khi đến ngồi bàn số 1, họ ngạc nhiên. Cảm ơn Chúa. Cùng là trang lứa. Trong đó có những người mà chúng ta biết rằng đã tạo nên những cái dấu hỏi về chức vụ của chúng ta. Thì Đức Chúa Trời ngày dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Tôi không biết một cách đầy đủ cho đến khi ngồi xuống ngay cái ghế đó, thì tôi chỉ cách nhà truyền giáo Reynolds Bonnke có một cái ghế thôi. Và cái ghế đó là của Andrew, là cái người mà đi theo để ông Kinh Thánh của ông, gọi là người mang vũ khí cho ông đó, the arm bearer cho ông. Ngợi khen Chúa của chúng ta vì Chúa ngài làm những công việc như vậy. Và tôi tin rằng anh chị em là những người được Chúa gọi, Chúa chọn trong hội thánh. Chúng ta cũng đã từng thấy những việc Chúa ngài làm như vậy cho đời sống của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Bất cứ nơi nào con bị khinh thường, hãy để vinh quang của Chúa chiếu sáng trên con. Thứ 15, ôi xin Chúa để vinh hiển của con chiếu sáng cho mọi người thấy và tôn vinh Chúa. Xin Chúa ngài làm việc, xin để cho vinh hiển nó được bày tỏ ra. Và bây giờ chúng ta có những lời công bố, mọi tổ chức của bóng tối dựng lên để làm cho ta mất sự vinh hiển thuộc về ta, ta truyền lệnh cho chúng bay phải sụp đổ ngay bây giờ bởi lửa từ Chúa, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. 17, ta ra lệnh cho mọi đồng lũy của bóng tối, các ngươi sẽ không cầm giữ được vinh quang của ta. Thứ 18, mọi bức màn ma quỷ dùng để che đi vinh quang của ta, ta công bố các ngươi bị đốt thành tro ngay bây giờ. 19,
quyền năng của bóng tối tranh chiến chống lại thiên mệnh của ta, ta truyền lệnh bởi lửa của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hãy phân tán ngay bây giờ trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Xin lỗi, tôi nhảy một con số tại đây, 21. Tôi tuyên bố vinh quang của Chúa sẽ tỏa sáng hơn những năm trước ở trong danh Đức Giêsu Christ. Vì chúng ta đi từ vinh hiển sang vinh hiển, anh chị em đừng chấp nhận năm nay cũng giống như năm trước, năm trước cũng giống như năm trước đó, mà mỗi ngày chúng ta bước đi thì chúng ta cứ tấn tới trong ơn của Chúa, sức mạnh lần lần thêm, chúng ta đi từ vinh quang sang vinh quang ở trong ơn của Chúa. 22. Những đồng nghiệp xấu xa đang âm mưu cướp và che đậy vinh quang của ta, ta tiêu diệt các âm mưu đó. Hôm Chủ nhật tôi nghe một cái tin mà tôi thấy nó cũng thật là ma quỷ, nó cũng biết tại nó muốn cướp đi niềm vui của mình. Có người đến báo và nói có một mục sư đã từng sinh hoạt ở đây, liên lạc và nói rằng ông mục sư rất cần con đến để làm việc với mục sư, hội thánh của mục sư, đi nhóm lại tại đây để lo cho công tác này, công tác này. Tôi nghĩ rằng có sự kêu gọi của Chúa để đi ra mở mang nước của Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ tiếp trợ chứ. Cảm ơn Chúa khi tôi coi ở trên mạng xã hội và thấy trường hợp của một sư giáo hạt trưởng của giáo hạt Bắc Mỹ đối diện với những cái sự chống đối và tình trạng là ông mặc dù đã được nhiều lá phiếu bầu ông vào trong cái chức vụ đó, bây giờ thì họ lấy cái chức vụ đó và đẩy ông ra khỏi. Có những người chúng ta nghĩ rằng đáng lý là bạn đồng lao, hay là đối với anh chị em người cùng sở làm, những người mà có thể trong toán trong cái team của chúng ta, vì một cái lý do nào đó họ đang tìm cách để dìm chúng ta xuống. Hai thái độ, một là chúng ta chịu trọng, hai là chúng ta biết mình là ai trong Chúa mà chúng ta đòi cho bằng được việc thuộc về mình. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. 27. Tôi công bố rằng tôi sẽ không đến muộn trong cuộc sống, mà thiên mệnh vinh quang của tôi sẽ tỏa sáng vào đúng thời điểm nhân danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Tôi tuyên bố rằng tôi được tạo ra cho nhiều hơn nữa. Tôi từ chối ở lại trên cấp độ này. Tôi vùng dậy và chiếu sáng vì ánh sáng của tôi đã đến trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Tôi nhận được quyền năng để duy trì sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Tôi sẽ không thất bại trong cuộc sống và trong thiên mệnh trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Tôi công bố rằng vinh quang của tôi phải tiếp tục tỏa sáng để tôn vinh Đức Chúa Trời trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Và cuối cùng tôi công bố rằng không quyền lực nào có thể làm giảm sự sáng chói của tôi trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, vì chính Chúa chiếu sáng Ngài ở trên chúng tôi. Amen anh chị em. Amen Chúa. Xin Chúa ban phước trên chúng ta để chúng ta sẽ đi vào ở trong thời giờ cầu nguyện buổi tối hôm nay. Trong chúng ta theo gương của Giabê, không chấp nhận một áng mây nào đang che trên đầu của chúng ta, một áng mây đen nào đang cản trở chúng ta, dù đó là Giabê hay là bất cứ một danh phận nào đó mà người ta đã gắn cho. Chúng ta muốn vượt cao lên vì nhận biết mình được dựng nên cho những điều lớn hơn, những điều nhiều hơn. Chúa muốn chúng ta vùng dậy và tỏa sáng ra. Đừng để bất cứ một điều gì, luôn cả những lối suy nghĩ cũ kỹ của chúng ta cột chặt chúng ta, trì kéo chúng ta. Mãi vươn mình lên, phải có một sự nỗ lực, một quyết định. Bằng không thì chúng ta sẽ chấp nhận cái tình trạng hiện tại, thân phận hiện tại của chúng ta, rằng thôi mẹ đặt tên mình là Giabê, thôi cứ sống với tên này. Tập sống với lũ, tập sống với Covid. Đó là thái độ mà chúng ta thấy cũng có những cái đề xướng mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời. Nhưng mà trong Đức Chúa Giêsu Christ, trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Chúa không bao giờ muốn chúng ta an phận ở trong những chỗ như vậy, mà Chúa muốn chúng ta vùng dậy, tỏa sáng ra, vùng dậy, tiến lên ở trong ơn của Chúa. Vì có như vậy chúng ta mới có thể làm nên sự khác biệt trong thế giới của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng cùng lòng hiệp ý và cầu nguyện cho hai nơi đang có một cái hiểm họa, một cái nguy cơ rất lớn. Đó là tại Việt Nam, quê nhà của chúng ta, có cơn bão đang nhắm vào miền Trung. Và theo như dự đoán của thời tiết thì chúng ta thấy rằng mà sẽ có những khi
sự tàn phá rất lớn bởi cơn bão này, cũng như ở tại Tampa Bay, Florida. Nếu cơn bão Ian mà đi thẳng vào, bởi vì Tampa Bay, cái vùng đất đó, cái vùng bờ biển đó nó rất là thấp. Còn nếu nó đi vào thì nguy hiểm vô cùng. Người ta nói rằng cái storm surge, tức là cường triều mà nó lên, thì nó có thể lên từ 10 cho đến 15 feet chiều cao. Thì chúng ta thấy rằng nhà sẽ gặp trở ngại, ngập lên mái nhà. Mà cái sự di chuyển của cơn bão này nó cũng đi với một cái tốc độ rất chậm. Mà nếu nó đi chậm như vậy mà nó cứ đổ mưa xuống và cường triều cứ lên cao như vậy, thì chúng ta thấy rằng sẽ gặp hư hại rất nhiều. Cầu nguyện xin Chúa Ngài đưa cánh tay quyền năng của Ngài can thiệp. Cảm ơn Chúa. Đừng có sự suy nghĩ chuyện này lớn quá, chuyện này là chuyện bão tố, chuyện này là chuyện thiên nhiên. Chúa chúng ta có quyền trên thiên nhiên. Amen anh chị em. Chúng ta là đấng có quyền để có thể báo cho đệ tớ của Chúa từ năm 2015 đã biết rằng sẽ có một con virus mà khi nó xuất hiện, các bác sĩ phải ngẩn ngơ và đặt câu hỏi đây là con gì. Một loại virus mà nó tấn công vào hệ hô hấp. Và Chúa cho biết rằng con virus này được người ta phát tán từ cái phòng thí nghiệm. Đức Chúa Trời đó có thể đáp lời cầu nguyện cho chúng ta. Dù nó là bão cấp 3, cấp 4 hay là cấp 5, Ngài cũng có quyền để có thể dập tan nó hoặc hướng nó đi vào những chỗ không gây hư hại nhiều. Nên những cơn bão trong những tuần vừa qua mà chúng ta thấy nó đã rẽ đi ra khỏi lục địa của Bắc Mỹ này, thì Chúa có quyền để làm công việc đó. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ 4 năm về trước, một cơn bão đang trên đường đi thẳng vào Cà Mau, mà chúng ta sắp sửa có chương trình bồi quấn ở tại đó. Thì tôi nhớ các anh em hiệp tác và cầu nguyện. Thì rồi người ta nói cái ngày đó nó sẽ vô đất liền, nhưng mà rồi tới cái ngày đó nó biến động mất, không ai thấy nữa. Cảm ơn Chúa. Chúa có quyền làm công việc đó. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Thì anh chị em, tôi biết rằng đừng để ý đến những con số, bởi vì chúng tôi đang ở trong cái giai đoạn Mạnh Thiện giúp chúng tôi để đổi máy vi tính. Cho nên chúng tôi đang ở version của 2013, 2016, Windows 10, Windows 11, cho nên nó đang có những cái lộn xộn. Cũng giống như màn hình của chúng ta đó, thì chúng ta đang chuyển từ PP6 sang PP7 để tất cả các màn hình của chúng ta đều có thể chiếu những cái màn hình, những chữ khác nhau. Thì chúng tôi đang tập sử dụng, cho nên anh chị em kiên nhẫn. Bỏ quên hết tất cả những điều đó. Cầm cái tờ giấy trong tay của mình, tìm một cái chỗ công bố trên đời sống của mình, trên gia đình của mình, trên hội thánh của Chúa, để chúng ta sẽ cứ tấn tới ở trong ơn của Chúa như Chúa đã truyền lệnh. Hãy vùng dậy và chiếu sáng, vì sự sáng đã chiếu trên các người. Hallelujah. Lời khen Chúa của chúng con, chúng con chúc tụng danh của Ngài, đấng đã truyền lệnh cho chúng con hãy đứng lên và tỏa sáng ra, vì ánh sáng của Người đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên người. Này bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các dân, nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng ở trên người, vinh quang Ngài hiện ra trên người. Ngợi khen Chúa, chúc tụng danh của Ngài. Các nước sẽ tìm đến ánh sáng Người, các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của Người. Chúng con ngợi khen Chúa vì mệnh lệnh của Ngài. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa vì thiên mệnh mà Chúa đã định cho đời sống của mỗi một chúng con. Chúa đã ban phước trên loài người chúng con, là ban phước đầu tiên trong sự sáng tạo của Chúa. Đó là hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Chúa muốn chúng con phát triển, Chúa muốn chúng con tấn tới, Chúa muốn chúng con nhận nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, được Chúa Ngài ban phước chúng con một cách rơi rộng hơn, để chúng con có thể ảnh hưởng lan rộng ra trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Rồi xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. Vì có những hoàn cảnh, có những chuyện trong cuộc đời mà chúng con đã từng hồi từng lúc có thái độ co lại. Chúng con muốn dậm chân tại chỗ và chúng con muốn cầu an, vì không muốn phải chiến đấu, chúng con không muốn phải đối diện với những thách thức. Vì chúng con nghĩ rằng nếu chúng con ngồi yên một chỗ không làm gì hết thì ma quỷ nó sẽ để yên chúng con. Xin Cha tha thứ, vì chúng con biết rằng Chúa Ngài đã báo cho chúng con biết kẻ trộm thì nó đến, nó không bao giờ muốn nghỉ yên, vì nó đến là để cướp giết và hủy diệt. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã đến để chúng con có thể được sự sống và được sự sống sung mãn ở trong Ngài. Ngợi khen Chúa của chúng con, chúc tụng Ngài. Ôi lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu của Chúa và lòng thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về lòng thương xót của Chúa ở trên cuộc đời của chúng con. Và nhờ đó mà chúng con có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài. Huyết của Chúa Giê-xu vẫn có quyền để rửa chúng con sạch mọi điều gian ác. Tâm linh của chúng con, lương tâm của chúng con có thể được rửa bằng nước trong và lời của Ngài, để chúng con có thể đến
gần một ân phước, để chúng con nhận được ơn của Chúa, để chúng con có thể ở trong sự hiện diện của Ngài, để được kinh nghiệm Chúa đông đầy đời sống của chúng con, để chúng con có thể từ đó bước ra, từ đó lan tỏa ra, từ đó chúng con ảnh hưởng ra, từ đó chúng con vùng dậy tỏa sáng ra trong ơn của Ngài. Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì sự thành tín và lòng thương xót của Ngài đối với cuộc sống và gia đình của con. Con biết ơn Chúa, con ngợi khen Ngài vì lòng nhân từ của Chúa, vì kế hoạch của Ngài. Chúa gọi, Chúa chọn, Chúa có ý định muốn sử dụng và đặt để con ở trong chương trình của Ngài. Con biết ơn Chúa vì điều đó. Con biết ơn Chúa vì Ngài cũng đã có chương trình đời đời mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của con, cho hết thảy anh chị em của chúng con trong hội thánh ở tại đây. Chúng con không tin rằng có ai ở tại đây là trường hợp ngoại lệ. Và lời của Chúa đã hứa rằng Ngài muốn ban phước trên chúng con để chúng con có thể làm nguồn phước. Ngài muốn sử dụng chúng con, cho nên Ngài đã ra lệnh: đứng lên, vùng dậy, tỏa sáng ra, vì ánh sáng của Chúa đã chiếu rọi trên chúng con, vinh quang của Chúa đã chiếu rọi trên chúng con. Xin ban ơn để chúng con sẽ phản ánh vinh quang của Chúa và tỏ ra vinh quang mà Chúa Ngài đã đặt ở trên đời sống của chúng con theo ý định nguyên thủy của Ngài. Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta, để chúng con có thể tỏa sáng vinh quang của Chúa và sống đúng với thiên mệnh mà Chúa đã định cho cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Ôi lạy Chúa, con cầu xin sự thương xót của Chúa ở trong những chỗ mà chúng con vấp ngã, trong những chỗ mà chúng con đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Xin Chúa tha thứ. Quý của Đức Giêsu giờ này rửa sạch mọi gian ác, phục hồi chúng con ở trong ơn của Ngài. Quý của Chúa tiếp tục lên tiếng thay thế cho chúng con. Chúng con tuyên xin và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa và là chủ của đời sống của chúng con. Quý Chúa tiếp tục rửa sạch chúng con hết trọi mọi gian ác, để chúng con lại tiếp tục được ơn của Chúa và đứng vào trong vị trí có thể được Chúa Ngài ban phước để làm nguồn phước cho con người cả ngày. Vui của sự vinh hiển. Con xin Chúa cắt khỏi đời sống của con mọi khuyết điểm, những tính cách xấu xa đang cản trở vinh quang của Ngài. Chúa ơi, đừng để chúng con sống trong xác thịt nữa. Chúng con chọn bước đi trong Đức Thánh Linh. Xin Chúa Thánh Linh Ngài nắm quyền kiểm soát tất cả những chỗ chúng con giao cho Ngài, là bởi ơn của Chúa. Chúa giọng giúp đỡ cho chúng con có thể giao phó đời sống của mình một cách trọn vẹn trong Chúa, để không còn một góc cạnh nào chúng con vẫn còn giữ quyền tự điều khiển. Chúa ơi, xin Thánh Linh ơi, xin đầy dẫy trong mỗi người chúng con, trên anh chị em chúng con, để cho tất cả những gì còn thuộc về xác thịt mà Chúa đã tuyên chiến với nó. Nhưng con thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không thể tự đóng đinh mình vào thập tự giá được. Xin Chúa nhúng tay vào. Chỉ có Chúa họ đang chờ đợi khi chúng con bằng lòng chết với con người cũ của mình, con người xác thịt của mình, liều mình vác thập tự giá đi theo Chúa. Thì Chúa nhà có trọn quyền pháp lý để đóng đinh con người cũ xác thịt của chúng con vào thập tự giá với Đấng Christ. Để nay chúng con sống không phải là chúng con sống nữa, nhưng Chúa sống ở trong chúng con, để chúng con có thể tỏa sáng ra và phước hạnh của Ngài có thể tuôn tràn xuyên qua cuộc đời của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.